Xin chào quý anh chị, hôm nay Đại Phúc Vinh CNC Hà Nội tiếp tục gửi tới quý anh chị một cái video clip giới thiệu về chiếc máy trà nhắm băng thì vừa có model là WM1300RRP của thương hiệu Goodmaster. Thì trên màn hình quý anh chị đang quan sát thì toàn bộ hình ảnh của chiếc máy trà nhắm băng với có khổ rộng làm việc lên tới 1m3 là rất là lớn. Ở đây thì chúng tôi hôm nay xin phép giới thiệu đến quý anh chị dòng máy này. Thì thông thường khác với các dòng máy khác thì thường với chiếc máy này chúng tôi sẽ là sử dụng bởi 30 làm việc. Các máy bình thường thì thông thường chỉ sử dụng 20 làm việc. Đầu tiên thì tôi xin phép giới thiệu đến quý anh chị là cái phần tủ bảng điện, cũng như là các hệ thống bảng điều khiển của máy. Ở phía trước đây chúng ta là một cái hệ thống điều khiển của máy. Máy thì cũng sẽ được có cái công tắc điều khiển. Đầu tiên đó là công tắc bật nguồn và tắt nguồn. Sau đấy thì sẽ là các cái hệ thống công tắc bật của các trục. Đây phía trên này là công tắc bật tắt của trục số 1 và bên cạnh đây là sẽ là công tắc bật tắt của trục số 2. Còn tiếp theo là phía dưới này là của trục số 3. Đây là công tắc bật tắt của trục số 3. Còn ở đây là sẽ là công tắc bật tắt của động cơ của băng tải cuốn phôi. Và phía dưới này là sẽ là công tắc bật tắt của bật chế độ bật đèn chiếu sáng. Còn phía bên trên này chúng ta sẽ là có cái hệ thống điều chỉnh tốc độ của băng tải, hay còn gọi đó là biến tần của băng tải. Còn ở phía dưới này là sẽ là công tắc điều chỉnh nâng hạ cái bàn máy để chúng ta căn chỉnh khi mà chúng ta sử dụng các cái tấm ván có chiều dày và kích thước khác nhau. Là chúng ta sẽ sử dụng nâng lên hoặc hạ xuống ở cái bàn máy. Và phía bên trong này tôi là sẽ là cái hệ thống tủ bảng điện. Đây, và máy được thiết kế rất là cứng vững này quý anh chị. Rất là chắc chắn. Đây chính là các toàn bộ cái hình ảnh của tủ bảng điện được thiết kế rất là khoa học cũng như là rất là gọn gàng và quan trọng rất là thẩm mỹ nữa. Vâng, quý anh chị có thể quan sát thấy toàn bộ hình ảnh của cái hệ thống điện, tủ bảng điện của máy. Đây chính là các cái cụm khu vực điều chỉnh các cái thông số của biến tần ạ. Vâng. Với chiếc máy này thì quý anh chị thông thường mình chỉ để sử dụng là chúng ta để chà nhám các cái tấm ván gỗ tự nhiên và có kích thước lên tới khổ rộng lên tới 1m3 và tối đa 1m3. Thì với chiếc máy này chúng ta sẽ được làm việc bởi 3 trục làm việc. Thì các trục làm việc thì với công suất của trục số 1 và trục số 2 sẽ có công suất là 30kW. Và trục số 3 là có công suất nhỏ hơn là 22kW. Thì với trục số 3 là để chúng ta để mục đích để là chà nhám chì và để làm cho tăng cái độ bóng, độ nhẵn của bề mặt hơn. Đây chúng ta có thể quan sát thấy là kết cấu của các trục làm việc. Vâng, đây quý anh chị có thể quan sát thấy ở phía bên này tay tôi đây là trục số 1. Đây là toàn bộ hình ảnh của hệ thống trục làm việc số 1. Còn kế tiếp là trục làm việc số 2. Trục làm việc số 1 và trục làm việc số 2 này mục đích là sẽ để chà nhám phá thô và cũng như là chỉnh định hình lại kích thước của tấm ván và làm phẳng. Còn trục số 3 là trục chà nhám chì thì chúng ta sẽ để mục đích là đánh bóng bề mặt của tấm ván, bề mặt hay còn gọi là chà nhám tinh. Với trục này thì chúng ta sẽ nhỏ hơn hai trục số 1 và trục số 2. Và đường kính của trục số 1 và trục số 2 là có đường kính là 270mm, còn trục số 3 nhỏ hơn là chỉ có đường kính là 210mm. Với và phía dưới này thì chúng ta có thể quan sát thấy là toàn bộ cái hệ thống chuyển động quay cũng như hệ thống chuyển động của nâng hạ các cái bàn máy. Vâng, đây quý anh chị quan sát thấy là phía dưới này. Đây là toàn bộ hình ảnh của các cái quá trình bổ truyền để chúng ta nâng hạ bàn máy. Và phía trong là ba động cơ để chúng ta làm việc của ba trục số 1, số 2, số 3. Nhưng mà lại nằm phía bên trong cùng nên là hiện tại chúng tôi do mặt bằng của nhà kho thì cũng bị có một hạn chế nên là tôi không thể quay sát về phía bên trong cho quý anh chị quan sát được.
Vâng, thì tôi cũng vừa giới thiệu sơ qua đến quý anh chị về các cái hệ thống trục cũng như là các cái hệ thống chuyển động của các cái quá trình nâng hạ bàn máy. Vừa rồi thì tôi cũng giới thiệu sơ qua đến quý anh chị và các chi tiết của máy. Thì với chiếc máy này chúng tôi có tổng công suất là lên tới 88,4 kW, nên là cũng cái lượng điện năng tiêu thụ cũng tương đối là nhiều, và cái năng suất làm việc này đương nhiên là cũng sẽ được đồng hành cũng là rất là cao so với lại các dòng máy thông thường. Ở đây khi quý anh chị nếu mà có nhu cầu mà sử dụng cái sản lượng hàng ngày rất là lớn, cũng như thể là cái khổ làm việc, cái chiều rộng làm việc của chúng ta lớn, thì chúng ta mới nên sử dụng đến các cái dòng máy tải nặng như trên màn hình chúng ta đang quan sát. Còn bình thông thường nếu như quý anh chị sử dụng chỉ tầm khoảng độ 1 mét, cái khổ rộng là cũng tương đối là thoải mái, và cái hệ thống làm việc của chúng ta chỉ cần 20 là cũng đáp ứng được những cái tiêu chí rất là chất lượng rất là ổn ở trong quá trình sản xuất các cái gỗ tự nhiên. Và ngoài ra thì chúng ta quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ tiết giảm được cái việc chi phí đầu tư lúc ban đầu, cũng như thể là chúng ta tiết kiệm được cái nhiên liệu điện năng tiêu thụ của quá trình sử dụng. Nên là quý anh chị nếu mà để biết thêm thông tin chi tiết có thể liên hệ đến số hotline trên màn hình, cũng như để biết được giá tại thời điểm quý anh chị đang theo dõi video để chúng tôi có thể báo giá một cách chính xác nhất. Và xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video trên, và xin hẹn gặp lại. Hãy subscribe.